Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Spicy Chicken McNuggets đã trở lại và chỉ có 2,50 đồng tại McDonald's. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, rất vui để gặp lại quý vị trong ngày hôm nay với thời sự thế giới. Và đầu tiên vẫn là thời tiết ở trong ngày, nhiệt độ như thế nào Thủy Yên ngày hôm nay? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là lý tưởng. Buổi sáng sớm trời không có nhiều mây nữa mà từ sáng là đã thấy có nắng lên. Cũng chính vì vậy buổi trưa hôm nay đó, nhiệt độ ở Westminster và Garden Grove lên cao nhất khoảng chừng 70 độ, còn đi dần về phía Inland Empire hay là Anaheim, San Bernardino thì có thể lên đến khoảng 72-73 độ. Hôm nay đó có gió hơn một tí, khoảng chừng đâu 9 cho đến 10 dặm một giờ thưa quý vị. Buổi tối thì khá lạnh. Buổi tối của từ đây đến gần cuối tuần đó xuống ở mức khoảng từ 45 đến 48 độ thôi, hơi lạnh. Nhưng mà ban ngày đó, buổi trưa thì nhiệt độ khá là ấm áp. Từ đây cho đến ngày chủ nhật trung bình quý vị thấy là nhiệt độ ở khoảng 73 đến 75 độ. Hai ngày cuối tuần nhiệt độ tăng cao nữa thưa quý vị, lên từ còn tăng khoảng từ lên đến 78-80 độ. Nói chung là ở miền Nam California nguyên tuần này trời rất là đẹp. Tuy nhiên ở tại Texas thì tình hình vẫn không có khả quan hơn, là bởi vì ngày hôm nay đó ở Texas tiếp tục có thêm một cái cơn bão thứ nhì nữa nó tràn về. Dạ vâng. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, các giới chức họ cho biết có ít nhất là đã 21 người bị thiệt mạng chỉ trong vòng vài ngày qua, đều bị hậu quả của cái đợt bão tuyết lần này. Mà mới nhất là vào tối ngày hôm qua, thưa quý vị, một gia đình ở tại Houston đó, hai người thiệt mạng. Thì cảnh sát cho biết là họ nhận được điện thoại có thể là từ gia đình nhờ đến nhà của gia đình này để mà kiểm tra xem. Thì khi mà họ vào bên trong đó thì họ phát hiện là hai người lớn, có thể là cặp vợ chồng và hai đứa nhỏ, cả bốn người đều bất tỉnh. Nhưng mà bà vợ với lại một đứa con đã chết ngay tại hiện trường. Còn người chồng với lại đứa nhỏ khác thì được đưa vào bệnh viện, hiện nay chưa biết tình hình. Lý do đó là gia đình này mở xe để chiếc xe chạy ở trong garage để sưởi ấm trong nhà đó, nhưng mà cả nhà có thể là bích bùng ngột quá cho nên là bị ngộ độc khí carbon monoxide. Rồi tất cả những cái chết khác đó thì liên quan đến việc đụng xe, rồi cây cối đổ sập đè chết người, tính đến bây giờ là 21 người thiệt mạng. Và đặc biệt là sở cứu hỏa của Houston cho biết chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua thôi, họ nhận được 210 cuộc gọi liên quan đến những người bị ngộ độc khí carbon monoxide thưa quý vị. Chính vì vậy mà sở cứu hỏa họ đã đăng lên ở trên Twitter, đó là thứ nhất, nếu mà tại vì bây giờ đó rất nhiều những cái gia đình ở những thành phố lớn như Dallas, Houston này nọ, họ bị mất điện mà để giữ ấm thì họ đốt mở xe cho chạy, hoặc là chạy những cái backup generator đó thưa quý vị. Thì sở cứu hỏa nói rằng không nên để trong nhà phần kính, nói chung là kính bích bùng thì là một cái điều rất là nguy hiểm, cho nên là nếu mà có để xe chạy thì phải để ở ngoài trời thưa quý vị. Texas chưa bao giờ mà phải trải nghiệm một cái độ lạnh khủng khiếp như thế, không ai chuẩn bị hết. Họ biết trước đó là có đợt bão tuyết thổi vào, nhưng mà tương tự như những cái đợt bão hàng năm thì không có ai nghĩ bão mùa đông mà kéo xuống tới Houston, và không những Houston thưa quý vị, kéo xuống phía nam, tức là xuống tận đến cái dãy đảo của Houston. Chúng tôi sẽ có thêm rất nhiều những cái bản tin của Texas, của cả tiểu bang Texas, bởi vì một phần lớn bên phía miền đông của Texas thì giáp danh với vùng vịnh Mexico. Và người ta nghĩ là chỉ nằm ở phía miền trung Texas trở lên thôi. Có nghĩa là giữa Houston với Dallas
khoảng 4 tiếng đồng hồ lái xe từ đó trở lên thôi. Bởi vì Dallas ngày hôm nay nhiệt độ khủng khiếp, âm 20 mấy độ luôn nữa. Thì người ta chỉ tưởng là cái phần phía Bắc bị, cho nên người dân Houston thì lạnh lắm thì có thời điểm họ nói xuống vào khoảng 32 hoặc là dưới 32 độ, còn khoảng 22 độ, có những năm trước cũng xuống tới mức đó, cũng là âm độ C. Nhưng mà không đến độ như khủng khiếp lần này. Lần này là tại vì bị cúp điện nữa, thưa quý vị. Chúng tôi có rất nhiều các bản tin và hình ảnh để gửi đến quý vị đến tình hình vào giờ phút này ở Texas như thế nào. Rất nhiều người Việt Nam có người thân ở bên Texas và trong ngày hôm qua họ cũng gọi hỏi han. Quý vị còn nhớ bản tin ngày hôm qua đưa ra là một thành phố nhỏ, không phải là nhỏ, thành phố Abilene, 120.000 người, cũng gần như là Garden Grove với Westminster gộp lại đó. Abilene không có nước, và một phần nước này cũng cung cấp cho một phần của Houston. Gia đình của chúng tôi bên Houston cho biết là trong vòng 2 ngày nay không có nước, quý vị, mà điện thì bị cúp luân phiên. Điện cúp luân phiên, điện thoại không có, internet không có, mà không ai dám đi ra ngoài hết, bởi vì ra ngoài thì tuyết phủ hết tất cả các nơi. Chúng tôi sẽ có thêm các bản tin này cũng như hình ảnh để gửi đến quý vị. Thế nhưng thị trường chứng khoán ngày hôm nay chỉ có những khu vực du thuyền, giải trí, ngân hàng. Ngân hàng tăng mạnh bởi vì trong thời gian qua nếu quý vị nào có thẻ tín dụng thì bắt đầu họ áp dụng luôn. Nếu quý vị đi mua hàng á, ngày xưa họ đâu có tính tiền interest để mà mua đâu. Bây giờ họ tính luôn interest purchase. Mua cũng bị tính interest nữa. Không có nghĩa là quý vị mỗi tháng trả xong cái balance là mình không có bị tính interest nữa. Bây giờ họ tính lên luôn. Cho nên ngân hàng thì kiếm tiền nhiều và các cổ phiếu của ngân hàng tăng. Mặc dầu thị trường chứng khoán ngày hôm nay xuống chút đỉnh, Dow Jones xuống 52 điểm, nhưng mà khu vực Nasdaq thì xuống khá đậm 168 điểm. Đa phần là đã tăng quá mạnh trong thời gian qua rồi, thì giới đầu tư bán tháo cổ phiếu để kiếm lời. S&P 500 xuống 19 điểm. Nikkei của Nhật Bản liên tục tăng trong thời gian qua, hôm nay cũng xuống trở lại, rõ ràng là chỉ dấu giới đầu tư bán tháo để kiếm lời, xuống 175. Nhưng mà thị trường Hồng Kông vẫn tăng mạnh 338. Thượng Hải lên tới 51 điểm. Thượng Hải và Nasdaq tương tự như nhau và ngày hôm nay có cái chỉ dấu đi ngược lại. Như chúng tôi đã thưa đó, Wells Fargo thì lên tới, sáng nay có lúc lên hơn 6%, Carnival Corporation, du thuyền lên tới 5%, rồi Verizon Communication, những cổ phiếu liên quan đến điện thoại 5G cũng tăng mạnh trong ngày hôm nay. Giá công trái phiếu là 1.28, ngày hôm qua là 1.3, hôm nay xuống chút đỉnh còn 1.28. Giá dầu lên 33 sen, 60 đồng 38 sen, và vàng xuống tới 27 đồng 40 sen. Hôm nay thì mấy ngày nay thì vàng xuống đậm, thưa quý vị, từ 1.850, hôm nay còn có 1.771 đồng 60 sen mà thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng vì liên quan đến cái đợt bão tuyết hiện nay ở Texas mà bây giờ đó rất nhiều những cái thành phố lớn, người dân họ bị cúp điện luân phiên rồi không có nước, thì chính quyền của từng thành phố này họ cũng đang chịu cái sức ép khi mà người dân họ than phiền oán trách, rồi chưa kể như chúng quý vị vừa mới nghe lúc nãy là bắt đầu có những cái chết xảy ra do người dân họ mở xe để xe chạy để mà làm ấm cái nhà vân vân. Thì ở tại một cái thành phố nhỏ có tên là Colorado City, thưa quý vị, cách Dallas 4 tiếng lái xe về hướng Tây đó, ông thị trưởng Tim Boyd vào ngày hôm qua đã phải chính thức từ chức vì những cái lời nói của ông đến người dân ở cái thành phố này. Đây là hình ảnh ông Tim Boyd. Thì đây là cái post của ông đăng ở trên Facebook, thưa quý vị. Có thể là bởi vì người dân của thành phố họ oán trách cái cách mà ông không có lo cho thành phố bị mất điện vân vân, thì có lẽ là ông tức giận quá, ông mới lên trên Facebook ông chửi bới người dân, thưa quý vị. Ông nói rằng
chính quyền không có cái nhiệm vụ phải support cho gia đình của mấy người trong cái thời buổi này ai cũng khó khăn như nhau. CD thành phố với quận với lại những cái nơi mà cung cấp điện, gas, nước không có thiếu nợ gì mấy người cả. Trong cái thời buổi này thì mấy người phải tự mà lo cho gia đình của mấy người. Ông chửi những cái người mà chỉ biết ngồi ở đó khóc lóc than thở rồi chờ chính quyền đi đến giải cứu. Ông nói rằng bottom line cuối cùng là ngừng khóc đi, đứng dậy và tự đi lo cho mọi người. Ông nói rằng những cái người mà lazy ass như thế này thì ông nói rằng ông không có help được. Thì sau khi mà cái post này của ông lan truyền đó thì quá trời người họ chửi bới, mà kể cả những đồng nghiệp ở trong thành phố nữa. Thì cuối cùng ông tuyên bố là ông chính thức từ chức, và cái mùa tranh cử năm sau ông cũng không có ra tái ứng cử thưa quý vị. Và ông xin lỗi bởi vì thật sự có những người là họ lớn tuổi, họ không có tự mà đi làm gì được trong cái thời tiết như thế này, thì bị ông này ông thoá mạ như vậy là thật sự không công bằng. Tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị tiếp tục theo dõi.